Rồi hello anh em mình ha. Hôm nay là chiều ngày 4 tháng 7. Quay lên cho anh em xem một cặp Thái Mỹ nha. Trên clip này là tất cả là hai con trống luôn nha anh em. Không có con mái nào ở đây hết. Hai con trống luôn nha. 50% Thái Trung Phong, 50% Mỹ Que Tờ nha. Cha là Thái Trung Phong, mẹ là mái Que Tờ. Hai con này em để giá 1,2 triệu nha. Do gà lớn ký với lại nó ăn lông nhau nên anh em nhìn nó chuột lụi vậy đó nha. Rồi giá 1,2 triệu nha. Cho anh em nào cần bắt những con này ha, về nuôi lớn lên mình chơi. Chẳng mấy con này là trên 3 ký nha. Đó, một con chân trắng, một con chân thâu. Rồi giá 1,2 triệu nha. Mấy con này sau này là nó lên cái mã vàng vàng nha anh em. Em thấy mã trên lưng nó bắt đầu full rồi đó. Rồi giá mềm mềm cho anh em nào cũng có thể mua được gà chơi hết ha. Mà những con gà này là chất lượng nha anh em, dòng bổn ok lắm, chơi được, nói chung là chơi được. Con nào mà em thấy chơi được á thì em mới quay lên cho anh em xem thôi, chứ còn em thử nghiệm rất là nhiều dòng rồi. Giờ nó thiệt là gà gì em cũng ăn rồi nha anh em. Nó thiệt là Peru, Mỹ, Cháp, gà nhập gì em cũng ăn thịt hết rồi. Để bữa nào mà em có thời gian á, em review thịt từng loại gà cho anh em xem, cho em biết nha. Có những con gà 20-30 triệu ăn thịt rồi đấy. Có ăn thịt rồi. Vừa ăn vừa nước mắt nó chảy nha. Vừa ăn nó vừa rơi nước mắt luôn á. Rồi chào anh em nha. Ai có mến thì alo em.